xin chào anh chị và các bạn trong youtube hội viên đầu tư giá trị vàng ở nội dung youtube hội viên đầu tư giá trị vàng thì azfin sẽ cung cấp đến các anh chị không những là toàn bộ các cái nội dung kiến thiết từ a đến z để có thể trở thành một nhà đầu tư giá trị uh, vững chắc và mang tính thực chiến cao mà ở đây azfin còn gửi đến các anh chị mỗi tuần định giá một cổ phiếu được coi là những cổ phiếu giá trị để từ đó anh chị có thêm được những ý kiến thức tham khảo ứng dụng vào trong việc định giá của mình trong quá trình đầu tư lâu dài. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2023. Phần thứ năm của chúng ta là ứng dụng định giá từng phần vào cổ phiếu của tập đoàn FPT. Thì tập đoàn FPT trước tiên chúng ta nhìn cơ cấu cổ đông. Thì có thể thấy rằng không có một cổ đông nào quá lớn mà lớn nhất ở đây chỉ là khoảng 7%. Điều này cho thấy một cái sự đa dạng rất lớn của nhóm cổ đông FPT. Thì khi cái sự đa dạng này có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, đó là một nhóm các công ty họ cố tình để hiện tỷ lệ của phần sở hữu ít và để bên ngoài để làm giá cổ phiếu vân vân. Thì trường hợp thứ hai, đó là đây là những công ty thực sự đại chúng, có rất nhiều bên tham gia. À, tiến tới được đó là cái cơ cấu sở hữu giống như các cái tập đoàn trường tồn ở trên thế giới như Apple, như Microsoft hay là một số các cái tập đoàn khác. Thì FPT thì thuộc dạng thứ hai. Bởi vì đây là một cái tập đoàn được sở hữu bởi rất nhiều các tổ chức lớn, các cổ đông uy tín ở trên thế giới và Việt Nam. Cổ phiếu này thì cũng luôn full room ngoại với 49%. Và với uh, 11 giờ 19 phút ngày 20 tháng 10 năm 2023 thì cổ phiếu này đang ở mức giá 90.500 đồng. À, một số thông tin về FPT, giá biến động trong 52 tuần là từ 53,1 đến 100,9. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 1 tỷ 587,5 triệu, giá thị trường 90.500 đồng. Vốn hóa thị trường 146.047 tỷ đồng, tương đương với khoảng độ, hơn 6 tỷ đô. Vốn chủ sở hữu quý 3 năm 2023 là 29.000 tỷ đồng. EPS 4 quý gần nhất là 3.744 đồng. PE 24.5 lần. PB 5.05 lần. ESOP 5 triệu cổ phiếu bằng 0.4% tổng lưu hành. Khen thưởng phúc lợi là khoảng 10% tổng lợi nhuận sau thuế. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến việc phân tích định giá FPT thì gồm có những nội dung đánh giá như sau. Đầu tiên là lợi thế cạnh tranh của FPT có không và có là cái gì. Thứ hai là định giá từng phần FPT. Tiếp theo là có những rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh vân vân của FPT và cuối cùng kết luận và kiến nghị. Đầu tiên là lợi thế cạnh tranh của FPT. Về vị thế thì FPT là một trong những cái tập đoàn hàng đầu của Việt Nam cũng như đã có sự vươn tầm ra thế giới. Ờ số 1 lĩnh vực công nghệ thông tin với doanh thu từ nước ngoài lên đến hơn 1 tỷ đô la năm 2023. Số 2 là lĩnh vực viễn thông với mạng Internet, truyền hình, báo điện tử VN Express ở Việt Nam. Tổ hợp giáo dục tư nhân thì là lớn nhất Việt Nam. Thậm chí trong một vài năm tới có thể trở thành tổ hợp giáo dục lớn nhất Việt Nam kể cả công lập lẫn tư nhân. Do FPT cũng nhận thêm về cái vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn ở Việt Nam nhằm phục vụ các cái tập đoàn hàng đầu thế giới có đầu tư mở rộng kinh doanh ở Việt Nam. Rồi đi đầu trong lĩnh vực sản xuất cung ứng chip đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Tuy chip của FPT chưa phải là những cái chip công nghệ hàng đầu thế giới, nhưng đây cũng là một bước tiến lớn của một tập đoàn Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với việc sản xuất các cái chip cho những cái thiết bị chưa phải là những thiết bị tinh vi nhất nhưng mà cũng là những cái thiết bị rất là thiết yếu và những cái thiết bị về cơ bản cũng được đánh giá rất cao. Tiếp theo là về cái hệ sinh thái của FPT toàn diện mạnh bổ trợ cho nhau và đây là một cái lợi thế cạnh tranh mà không phải một cái tập đoàn hàng đầu nào cũng có thể có và hiện nay ở Việt Nam thì đây chính là cái hệ sinh thái thuộc dạng mạnh nhất của các tập đoàn ở Việt Nam gồm có mảng phần mềm rồi mảng viễn thông mảng giáo dục vân vân với các cái thương hiệu đình đám như FPT Software, FPT Uh, Information System, FPT Telecom, FPT Education, FPT Online. Thì các công ty con trong khối công nghệ gồm có FPT Software, vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, FPT sở hữu 100%. Tiếp theo FPT IS, tức là Information System, thì là vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, thì FPT cũng sở hữu 100%. Thì mảng software thì phục vụ nước ngoài là chính, mảng IS thì phục vụ trong nước là chính. FPT Digital 60 tỷ đồng thì cũng sở hữu 100%. FPT Smart Cloud thì cũng là 100 tỷ đồng thì sở hữu 100%. Thì phần FPT Smart Cloud này là một phần tương đối mới và cũng là một động lực tăng trưởng tốt. Khối viễn thông thì FPT Telecom vốn điều lệ là 3.283 tỷ đồng. Thì FPT nằm 45,66% nhưng vẫn là công ty con do cổ đông lớn nhất là SCIC trên 50% nhưng do FPT điều hành chính được thì ngày xưa sở dĩ có cơ cấu đó là bởi vì mảng viễn thông thì nhà nước không cho phép nước ngoài nắm quá 50% thì do đó rằng là nước ngoài và tư nhân do đó là FPT chỉ nắm từng đó thôi nhưng mà vẫn là công ty con của tập đoàn do FPT quyết định gần như toàn bộ về quản trị điều hành của cái công ty này rồi FPT online là 184 tỷ đồng thì FPT chiếm 49,52% Khối giáo dục, đầu tư và khác thì gồm có FPT Education thì vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ đồng. FPT sở hữu 100% và tổ hợp giáo dục này có cái quy mô đào tạo sinh viên lên đến quy đổi hơn 100.000 và FPT Investment vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì FPT còn có các cái công ty liên kết như FPT Sinex thì đó là công ty bán buôn và bán cổ phần khá lớn cho tập đoàn Sinex thì từ đó có tên là Sinex FPT với vốn điều lệ là 1.188 tỷ đồng thì FPT nằm 48%. Thứ hai là FPT Retail tức là công ty bán lẻ FPT chúng ta thấy bán điện thoại, bán dược Long Châu vân vân thì FPT nắm 46,53%. Rồi FPT Capital thì FPT nắm 25% trong tổng vốn đầu tư là 110 tỷ đồng. Ngoài ra thì FPT còn sở hữu chứng khoán FPT trước đây là công ty liên kết với 20%, nhưng vừa rồi thì do cái việc y e cũng như vân vân khiến cho tỷ lệ sở hữu của FPT giảm xuống dưới 2%, thì không còn công ty liên kết nữa mà ở khoản đầu tư khác. Ngoài ra còn có một khoản đầu tư khác nữa là khoảng 7% gần 7% đầu tư vào ở ngân hàng Tiên Phong Banh thì với giá trị rất cao nhưng không được ghi nhận nhiều. Tiếp theo cái lợi thế cạnh tranh thứ ba đó là cái chi phí sản xuất thấp. thì uh, quay lại trước khi đến với lợi thế cạnh tranh thứ ba thì phục cũng nêu thêm một chút về cái lợi thế cạnh tranh thứ hai đó là cái hệ thống uh, toàn diện mạnh bổ trợ cho nhau là mảng giáo dục thì cung cấp nhân sự cho các mảng còn lại ví dụ như là khối công nghệ rồi là khối viễn thông vân vân rồi ngược lại khối công nghệ khối viễn thông thì cung cấp những cái nơi thực hành thực tế công việc rồi là những cái giáo trình thực tiễn giảng viên vân vân cho khối giáo dục và khối giáo dục đó thì ngoài ra thì cái khối đầu tư là một cái khối thì cũng sử dụng cái nguồn vốn để giúp cho FPT gia tăng được cái lợi nhuận. Và đây là một cái hệ sinh thái gọi là uh, vững chắc thuộc dạng hàng đầu Việt Nam. Rồi uh, lợi thế cạnh tranh thứ ba là chi phí sản xuất thấp. Thì ở đây là giá nhân công Việt Nam thì tương đối rẻ so với cái chất lượng cùng thì chất lượng thì chỉ tương đương từ 60 đến 80% so với những đối thủ cạnh tranh rất mạnh từ Ấn Độ từ đó thì FPT tăng cao được cái tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế và dần dần cũng là một cái doanh nghiệp cũng được kể tên ở trên thị trường quốc tế chứ cũng không còn đơn giản là trong khu vực hay chỉ riêng ở Việt Nam. Rồi tiếp theo về cái lợi thế cạnh tranh tiếp theo là quản trị công ty của FPT thì được đánh giá rất cao. thì đây là một có thể nói là tập đoàn uh, được đánh giá về quản trị công ty chắc là tốt nhất Việt Nam với đầy đủ các cái góc cạnh uh, thì uh, đây là một doanh nghiệp gần nhất với các cái tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Thì thứ nhất là cơ cấu sở hữu đa dạng và đại chúng nhất, không phụ thuộc vào một cá nhân nào hay một tổ chức nào hay một cổ đông lớn nào cả mà có tính đa dạng đầy đủ từ trong lẫn ngoài nước. Hội đồng quản trị của FPT là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm đến từ nhiều nền kinh tế phát triển chứ không chỉ là một nhóm những ông bạn chơi với nhau thành lập từ đầu đúng không? Chúng ta có thể thấy số năm kinh nghiệm của thành viên hội đồng quản trị đây. Nếu mà uh, trên 30 năm kinh nghiệm thì chiếm tới 57% số lượng thành viên trên 30 năm kinh nghiệm trong các cái lĩnh vực liên quan. Nếu trên 20 năm kinh nghiệm là 14% và trên 10 năm kinh nghiệm là 29%. Và cái phần trên 10 năm kinh nghiệm này chủ yếu liên quan đến các cái mảng khác ngoài mảng công nghệ. Còn trên 30 năm là các cái mảng liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn này. Rồi văn hóa doanh nghiệp của fpt thì mạnh sâu sắc và nó đã trở thành đời sống của fpt rồi, chứ không chỉ là khẩu hiệu uh, văn bản mà nó là ngấm vào máu và đời sống và con người fpt rồi. rồi. Bộ máy vận hành thì không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Thì uh, anh chị em nhà đầu tư cũng thường nói vui với nhau nếu mà uh, bác bình có nghỉ hưu đi chăng nữa thì fpt vẫn chạy khỏe, thậm chí còn khỏe hơn chẳng hạn bởi vì tập đoàn này cũng đã đào tạo các cái lớp kế cận rất tốt và xây dựng những cái hệ thống tự vận hành cũng hiệu quả cao. À, rồi cái điểm mạnh thứ tư, thứ năm ở đây đó là sức khỏe tài chính của FPT mạnh, hiệu quả kinh doanh cao. thì à, nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 28%, tức là sao? tức là các cái khoản tiền tương đương tiền gửi ngân hàng ngắn, ngắn hạn dưới một năm chẳng hạn thì còn lớn hơn so với nợ vay tới 28%. Tức là nếu mà cần nợ vay về không họ rút về, trả nợ vay về không vẫn còn dư 28% trên cái khoản. Đó là tiền mặt cho thấy sức mạnh rất khỏe. Thì sức mạnh khỏe này thì giúp họ làm gì? Giúp họ có thể gọi là mở rộng kinh doanh mạnh mẽ, hoạt động một cách an toàn, hiệu quả mà không phải lo lắng bất kỳ một cái tí gì liên quan đến tài chính. Và đây là một trong hai blue chip có sức khỏe tài chính tốt nhất Việt Nam. Tốt nhất Việt Nam. Và điều này cũng cho thấy rằng cái rủi ro kinh doanh là thấp do cái lĩnh vực này về cơ bản thâm dụng vốn thấp và doanh nghiệp này ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Về ROAE thì cao gấp 5 lần lãi gửi ngân hàng và nằm trong top 5% hiệu quả nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt ROAE của FPT tăng dần qua các năm, điều đó cho thấy càng mở rộng càng hiệu quả cao, thâm dụng vốn ít tức là khi người ta càng mở rộng hiệu quả càng lớn thì lại tạo ra cái lợi thế cạnh tranh khác biệt hoàn toàn so với những cái công ty nhỏ hơn đây gọi là lợi thế nhờ quy mô rất lớn thì đây cũng là cái điều gọi là rất quan trọng giúp cho cái tập đoàn này vừa trả cổ tức tiền mặt cao và lại vừa có thể tăng trưởng mạnh và đây chính là cái tỷ lệ cổ tức thì fpt có thể nói là công ty có cái lịch sử trả cổ tức vững chắc bền nhất và rõ ràng nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông thường thì cứ tháng 6 hoặc tháng 8, tháng 6 tháng 8 hàng năm là chúng ta nhận được cổ tức hoặc tháng 5 tháng 8 hoặc xê dịch đi vài ngày thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng cổ tức là cứ trả trong quý 2 và quý 3 hàng năm làm hai đợt. Và ở đây là cái kết quả kinh doanh chúng ta thấy theo quý tăng trưởng một cách mạnh mẽ và bền vững qua nhiều năm. Sở dĩ cái quý quý 3 năm 2019 có lợi nhuận đột biến là do cái công ty này lúc đó là có khoản lợi nhuận đột biến thôi Còn nếu không thì cũng sẽ tăng trưởng một cách rất bền vững kìa Và liên tục lập kỷ lục lợi nhuận mới Tiếp theo về cái triển vọng dài hạn của FPT thì như thế nào Thì uh, ngành công nghệ thông tin thì sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ Nhờ vào cái xu hướng phát triển của ngành này là tất yếu trong tầm nhìn ít nhất 5 năm nữa Còn xa hơn thì chúng ta sẽ chưa đánh giá được Bởi vì thế giới luôn thay đổi không ngừng Về mảng viễn thông thì tăng trưởng ổn định điểm nhấn là à, cái mà, mảng internet vân vân của FPT vẫn phát triển hàng ngày rồi mảng truyền hình rồi mạng báo điện tử vẫn cứ ổn định và phát triển à, liên quan đến uh, chip bán dẫn rồi là cái uh, smart cloud thì là mảng công nghệ thông tin thì cũng là những cái triển vọng tương lai rất mạnh mẽ và chip bán dẫn thì FPT đang lấn sân sang lĩnh vực này và cũng thúc đẩy mạnh có thể trong vài năm tới sẽ kéo về Việt Nam sản xuất ngay tại Việt Nam. Về giáo dục thì tăng trưởng mạnh đầu tư với nhiều cái tài sản ngầm đang sở hữu trong tay giáo dục hàng năm của FPT tăng trưởng lên đến 2 30 thậm chí 40% nhằm phục vụ một cái nhu cầu đang rất thiếu về nguồn nhân lực chất lượng cao có cái tính chất gọi là có thể ứng dụng thực tiễn như các lĩnh vực về viễn thông công nghệ thông tin tài chính ngân hàng rồi tiếp đến là chip bán dẫn vân vân mảng đầu tư thì sở hữu nhiều tài sản ngầm có giá trị cao và có cái mức sinh lời tốt. Về kế hoạch kinh doanh 2023 của FPT đưa ra đó là về lợi nhuận trước thuế đạt 9.055 tỷ tăng 18,2% thì tương ứng với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ có thể tăng khoảng 20%. Thì đây là một cái mức tăng trưởng rất cao bất chấp cái điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Và rõ ràng tập đoàn này càng lớn thì chúng ta thấy cái tốc độ tăng trưởng của họ càng tốt hơn. Và khối công nghệ là cái khối dẫn dắt với việc lợi nhuận chiếm nhiều nhất và FPT nắm 100%. Khối viễn thông thì FPT đứng thứ hai nhưng FPT chỉ nắm 45 46%. Khối giáo dục đầu tư thì FPT cũng nắm 100%. Thì từ đây có thể thấy rằng có thể thấy rằng là cái mảng công nghệ hiện nay đã chiếm 56 57% lợi nhuận, 58% lợi nhuận của toàn tập đoàn cho công ty mẹ rồi, cho cho cổ đông công ty mẹ rồi. Còn mảng viễn thông thì đóng góp ít hơn. Thì đâu đó là chỉ khoảng sấp xỉ gần 20%. Còn mảng giáo dục đã nâng cao lên là 20, thậm chí cao hơn một chút. Về cập nhật cái đánh giá toàn diện kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm 2023 của FPT như sau. Đầu tiên là về doanh thu thuần là tăng trưởng khá mạnh 22%. Rồi tiếp theo là lợi nhuận gộp thì tăng khoảng 19% so với cùng kỳ. Rồi là à, doanh thu tài chính thì cũng tăng 23% so với quý trước, so với quý của cùng kỳ năm trước. Đúng không ạ? Rồi chi phí thì cũng tăng 17%. À, chúng ta có thể tiếp là lợi nhuận tài chính thì tăng 38%. Tức là cái tập đoàn này, FPT này không chỉ giỏi về làm công nghệ, viễn thông, giáo dục mà họ còn rất giỏi về làm tài chính. Anh chị có thể thấy là về lợi nhuận mảng tài chính 9 tháng lên đến 625 tỷ, tỷ. thì trong đó có một phần cổ tức từ uh, ngân hàng tiên phong banh còn lại thì phần lớn đến từ cái việc uh, gửi lãi ngân hàng và có cái tiền ăn tranh rất cao. Thì cái hoạt động tài chính này thì đâu đó mang lại cái lợi nhuận chiếm khoảng 10% lợi nhuận tập đoàn Thì tương đương với nhân sự là mấy nghìn người làm đấy 4, năm 6 nghìn người làm việc đấy Cho thấy là rất là toàn diện Mà nó không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh chính Rồi là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ thì tăng cũng hơn 20% Cho thấy rằng một cái mức tăng trưởng cao trong cái bối cảnh bất chấp khó khăn Và FPT phù hợp với phương pháp định giá nào? thì FPT hoạt động đa ngành đa lĩnh vực tức là từ công nghệ viễn thông giáo dục đào tạo rồi đầu tư vân vân thế do đó rằng là có thể áp dụng cái phương pháp tổng hợp đó là chiết khấu cổ tức cũng được nhưng mà do doanh nghiệp này đang tăng trưởng mạnh thế thành ra áp dụng chiết khấu cổ tức sẽ có nhiều sự sai lệch bởi vậy cho nên là à, áp dụng phương pháp định giá từng phần là hợp lý rồi là các ngành thì đang ở những giai đoạn tăng trưởng khác nhau thì cũng phải áp dụng linh hoạt đúng phù hợp với từng ngành ví dụ ngành công nghệ thông tin và giáo dục tăng trưởng mạnh thì định giá khác ngành viễn thông tăng trưởng chậm hơn định giá khác rồi đặc thù mỗi ngành thì cũng khác biệt do đó định giá khác nhau ghi nhận hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính cũng rất khác do đó định giá cũng khác nhau do đó chúng ta quyết định đó là định giá theo từng phần thì đầu tiên là định giá mảng công nghệ thông tin thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông khoảng 3.780 tỷ đồng năm 2023 này. Lưu ý rằng thuế của mảng công nghệ thông tin là thấp hơn các mảng khác do Việt Nam ưu đãi thuế cho ngành này. Ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý đó là phải trừ đi 10% cái quỹ khen thưởng phúc lợi ở mảng này thì tương đương còn khoảng 3.400 tỷ. Thì tốc độ tăng trưởng 5 năm tới thì ấy Zfin cho rằng có thể đạt khoảng 28% trên năm. Thì các cái doanh nghiệp cùng ngành Ấn Độ thì PE khoảng 31 lần trong khi tăng trưởng chỉ 10%, thậm chí thấp hơn. Thì FPT Shop Soft, đứng software được xứng đáng định giá PE khoảng 30. Tức là P trên E nhưng E này là đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số. Thì định giá mảng này khoảng 102.000 tỷ cho năm 2023. Tiếp theo đối với mảng viễn thông thì lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông khoảng 1.300 tỷ đồng. Trừ phúc lợi khen thưởng đi thì còn khoảng 1.170 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng 5 năm, năm tới là khoảng 8% trên năm thì nó là thấp hơn so với mảng công nghệ. Thì đối chiếu với các doanh nghiệp viễn thông trong khu vực Đông Nam Á thì thực sự PE của họ rất cao cơ. Thì Azfin tính tính toán là xứng đáng với mức khoảng 20 lần thì định giá khoảng 23.400 tỷ đồng cho mảng này. Tiếp theo mảng giáo dục đầu tư thì lợi nhuận thuộc về cổ đông khoảng 1.330 tỷ đồng. Thì mảng này thì cũng được ưu đãi thuế rất nhiều. Trừ phúc lợi khen thưởng thì còn khoảng 1.197 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng 5 năm, năm tới khoảng 20% thậm chí còn cao hơn thì đối chiếu với các doanh nghiệp giáo dục phát triển mạnh thì FPT xứng đáng BE được 25 lần thậm chí còn cao hơn thì định giá mảng này khoảng 33.750 tỷ đồng tổng hợp định giá hợp lý cho FPT cuối 2023 như sau thì với mảng công nghệ là 102.000 mảng viễn thông là 23.400 mảng giáo dục đầu tư là 29.925 tổng là 155.325 tỷ đồng cho cái tập đoàn FPT này. Thì à, số lượng cổ phiếu lưu hành là 1 tỷ 587 triệu 476.700 cổ phiếu tương đương với giá hợp lý mỗi cổ phiếu là khoảng 97.844 đồng. Và anh chị cũng có thể thấy là giá cân nhắc chốt lời trong cộng đồng tích sản cổ phiếu cũng khoảng 96, 97, 98 gì đó. Đúng không? Và trong báo cáo chiến lược năm 2023, của Azerfin Việt Nam thì cũng định giá tầm khoảng đó để có thể cho lời được và ngoài ra thì có những cái yếu tố có thể làm thay đổi các cái định giá đó là ví dụ như là thay đổi mang chiều hướng tích cực hơn đó là liên quan đến vấn đề đầu tiên là các khoản đầu tư tài chính góp vốn vào đơn vị khác gồm có hai phần chính là 18% vào chứng khoán FPT trị giá thị trường khoảng 1.600 tỷ đồng và 6,77% vào Tiên Phong Banh thì giá thị trường khoảng 2.100 tỷ đồng như vậy khoảng 3.700 tỷ đồng ngoài ra còn các cái khoản đầu tư khác như là vào sen đỏ vào vân vân thì Azfin không tính đến nhưng mà chúng ta có thể thấy là giá trị ghi sổ của họ giá trị ghi sổ của họ là có bao nhiêu đấy ạ? Anh chị nhìn thấy ạ? Rất thấp đúng không ạ? Giá gốc là 62 nhưng ghi sổ có 1190 trong khi giá thực tế thị trường là 37 đến 4.000 như vậy ghi còn thiếu mất cơ Tất nhiên thì những cái khoản này thì có cổ tức trả lại thì cũng được định giá vào cái mảng giáo dục đầu tư rồi nhưng mà có những lúc trả có những lúc không rất phập phù thậm chí có cả việc dự phòng rất lớn nữa đó thì do đó rằng là cái mảng này thực tế là định giá nó còn có thể cao hơn nữa rồi tiếp theo là các cái công ty liên kết, tất nhiên là họ cũng có trả cổ tức đâu đó 200 tỷ vào 9 tháng đầu năm thì định giá đâu đó thì khoảng 3.000 tỷ. Hơn à, khoảng độ 4-5.000 tỷ gì đấy. Nhưng mà trao đổi của anh chị là riêng 46,54% FRT có giá thị trường khoảng 6.000 tỷ. Rồi 48% của FPT Sinex tuy chưa có giá thị trường nhưng tối thiểu cũng phải 2.000 tỷ. Như vậy định giá khoảng hơn 8.000 tỷ nếu định giá theo giá thị trường thì nó sẽ cao hơn so với chúng ta định giá P vừa rồi. Và rủi ro đối với FPT là gì? Đó là nguồn thu của FPT có 1 phần 2 đến từ nước ngoài nên ảnh hưởng về mặt tỷ giá cũng tương đối. Thứ hai nữa là công nghệ thì luôn thay đổi và liên tục. Chính vì thế cho nên FPT có thể mất lợi thế cạnh tranh về mặt nhân sự hay vân vân Hay là AI mà phát triển mạnh quá thì liên quan đến cốt. Đó thì đấy là những cái rủi ro có thể xảy ra nhưng mà hiện nay thì chưa chắc chắn đánh giá được. Rồi khủng hoảng chiến tranh nếu nó lan rộng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của FPT. Ngoài ra còn có các rủi ro khác có tính hệ thống khác mà chúng ta chưa tính đến được. Rồi trên đây chính là những cái phân tích đánh giá của Ezefin Việt Nam về cái cổ phiếu FPT và có những kiến nghị cho các anh chị như sau. Đây là cái việc tham khảo để các anh chị áp dụng vào việc định giá của mình. Và cái cổ phiếu như FPT chẳng hạn là một cái cổ phiếu đa ngành, đa lĩnh vực thì nên định giá theo từng phần. Và anh chị nếu có tham khảo đầu tư nhé Nếu có tham khảo thì hãy nên phân bổ danh mục là nhiều mã đi Nhưng mà thực tế thì những cái việc định giá này thì AZFIN mang đến mang tính chất anh chị tham khảo Để ứng dụng vào việc định giá của mình nhiều hơn là việc là có khuyến nghị hay không Thì AZFIN khẳng định là AZFIN không đưa ra khuyến nghị ở đây mà đưa ra để tham khảo áp dụng định giá để anh chị học hỏi nâng cao cái trình độ dần dần trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái thời gian tiếp theo